VietJack giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay VietJack. Xin chào các em. Trong chương này chúng ta đang tìm hiểu về ánh sáng, đúng không nào? Đến bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tác dụng của ánh sáng, cũng là nội dung cuối cùng trong chương học này. Để tìm hiểu phần này thì chúng ta cùng đi vào bài 5-6, các tác dụng của ánh sáng. Ở trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 tác dụng của ánh sáng. Thứ nhất là tác dụng nhiệt của ánh sáng, thứ hai là tác dụng sinh học của ánh sáng và thứ ba là tác dụng quang điện của ánh sáng. Chúng ta vào phần đầu tiên, một la mã tác dụng nhiệt của ánh sáng, một nhỏ tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? Thế tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? Người ta định nghĩa như sau này. Khi ta chiếu ánh sáng vào một vật thì vật đó nóng lên. Thì đây được gọi là tác dụng nhiệt của ánh sáng. Cụ thể này, khi cô sử dụng ánh sáng mặt trời, cô chiếu vào muối thì muối sẽ nóng lên và khô. Ứng dụng của tác dụng nhiệt ánh sáng là dùng để phơi muối. Ngoài ra chúng ta còn có thể phơi các vật dụng khác, ví dụ như là phơi quần áo chẳng hạn. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào quần áo, làm quần áo nóng lên và khô. Tác dụng nhiệt của ánh sáng. Ngoài ra, ngoài ánh sáng mặt trời ra thì chúng ta còn có ánh sáng từ đèn sưởi chẳng hạn. Khi dòng điện chạy qua này, đèn sưởi phát sáng, ánh sáng từ đèn sưởi phát ra này sẽ làm ấm cơ thể này, làm ấm mọi người dùng để sưởi, được chưa nào? Vậy thì người ta định nghĩa này, khi ánh sáng chiếu vào vật làm vật nóng lên thì được gọi là tác dụng nhiệt của ánh sáng. Ở đây năng lượng ánh sáng đã biến thành cái gì các em nhỉ? Nóng lên là nhiệt năng đấy. Năng lượng ánh sáng đã biến thành nhiệt năng được gọi là tác dụng nhiệt của ánh sáng. Và ngay từ thời xa xưa thì người ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng làm các vũ khí. Và cụ thể này, trong cuộc chiến chống lại người La Mã xâm phạm thành Syracuse thì ông Archimedes đã chế tạo ra một thứ vũ khí khiến cho kẻ thù khiếp sợ, và thứ vũ khí này chính là lấy ứng dụng của tác dụng nhiệt của ánh sáng. Cụ thể là như thế nào thì các em có thể quan sát. Ông Archimedes, ông đã sử dụng những chiếc gương cầu lõm, những chiếc gương lõm này đặt ở đây. Thì khi ánh sáng mặt trời chiếu vào gương lõm thì các em nhớ lại ở lớp 7 chúng ta học rồi, khi chiếu một chùm ánh sáng song song vào gương lõm thì ánh sáng ló ra sẽ hội tụ tại một điểm, được chưa? Ánh sáng mặt trời thì ở rất xa so với trái đất, cho nên khi ánh sáng chiếu đến trái đất thì sẽ coi ánh sáng mặt trời là những chùm tia song song. Khi chiếu vào chiếc gương cầu lõm này thì chùm phản xạ ra ở đây sẽ hội tụ tại một điểm. Khi ánh sáng mặt trời hội tụ tại một điểm thì điểm này cực kỳ nóng, và thuyền của giặc đi đến đúng vị trí này thì sẽ nóng, tự cháy, đúng không nào? Và đây chính là tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời đấy. Em có thể quan sát này. Archimedes đã sử dụng tác dụng nhiệt của mặt trời để làm gì? Của ánh sáng để làm gì? Để đốt cháy thuyền giặc, được chưa nào? Và đây cũng chính là một câu trả lời trong câu hỏi trong sách giáo khoa, các em có thể quan sát thêm nhé. Vậy câu hỏi đặt ra đấy là ánh sáng mặt trời tác dụng lên các vật có màu sắc khác nhau, có khác nhau hay không? Và câu hỏi là vật màu trắng và vật màu đen so sánh với nhau thì vật nào hấp thụ nhiệt nhiều hơn? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cùng đi tiến hành một thí nghiệm như sau. Các em có thể quan sát ở trên bảng của cô có này, một vật màu trắng và một vật màu đen. Hai vật này đang tìm hiểu xem là vật nào hấp thụ nhiệt nhiều hơn, được chưa? Dụng cụ thứ hai là cô cần có ánh sáng. Vậy ánh sáng ở đây cô sẽ sử dụng một bóng đèn dây tóc phát ra ánh sáng. Bóng đèn dây tóc thì rất là nóng, cho nên ở đây chính là một tác dụng nhiệt của ánh sáng, được chưa nào? Sau đó, cô sẽ có hai chiếc nhiệt kế thủy ngân. Cô gắn chiếc nhiệt kế thủy ngân này vào vật màu trắng và vật màu đen. Sau đó cô tiến hành thí nghiệm như sau này. Đầu tiên là cô sẽ đưa bóng đèn này đến gần vật màu trắng, chiếu vào vật màu trắng trong vòng 3 phút. Tiếp theo, cô lại chuyển bóng đèn để mang bóng đèn này đến vật màu đen, chiếu trong vòng 3 phút. Cô sẽ quan sát xem nhiệt độ của hai vật này tăng lên thì vật nào tăng nhiệt độ nhiều hơn, thì chứng tỏ rằng vật đó hấp thụ nhiệt nhiều hơn. Các em có thể quan sát thí nghiệm mô phỏng của cô ở trên slide các em nhé. Đây, các em có thể thấy là phần màu đỏ đang dâng lên, đây chính là thủy ngân đấy. Dâng lên đến đâu thì đấy chính là vị trí, là giá trị nhiệt độ của vật. Sau khi đã cho chiếu ánh sáng vào vật trắng thì cô tiếp tục đưa bóng đèn để chiếu ánh sáng vào vật màu đen. Các em quan sát nhiệt độ đang tăng lên này. Quan sát ở đây thì các em thấy là vật nào có nhiệt độ lớn hơn. Cột màu đỏ này, cột nào cao hơn thì vật đó sẽ có nhiệt độ lớn hơn. So sánh này, các em nhìn có thấy rõ không nhỉ? Vật màu đen có nhiệt độ cao hơn, được chưa nào? Điều này chứng tỏ rằng vật màu đen tăng nhiệt độ nhanh hơn. Trong cùng thời gian là 3 phút, vật màu đen tăng nhiệt độ cao hơn thì chứng tỏ rằng là nó tăng nhiệt nhanh hơn. Từ đây ta rút ra kết luận vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn vật màu trắng. Và ta có một kết luận chung như sau này. Đó là trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì vật có màu tối như màu đen, màu tím chẳng hạn thì sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn, hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn so với các vật màu sáng như là vật màu hồng hay là màu trắng. Và dựa vào phần kết luận này thì chúng ta có thể trả lời được một câu hỏi ở trong sách giáo khoa, câu C9 sách giáo khoa trang 148 như sau này. Tại sao về mùa đông nên mặc quần áo màu tối, còn về mùa hè thì nên mặc quần áo màu sáng? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải nhớ lại tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời lên các vật có màu sáng và màu tối khác nhau như thế nào. Ở phần trước cô về nêu thì so sánh giữa vật màu sáng và vật màu tối thì vật nào hấp thụ nhiệt nhanh hơn? Vật màu tối hấp thụ nhiệt nhanh hơn đúng không nào? Ta sẽ trả lời này, quần áo màu tối thì sẽ hấp thụ một năng lượng nhiệt từ ánh sáng mặt trời mạnh hơn hay là nhanh hơn so với quần áo màu sáng. Mà vào mùa hè thì ta cần mát đúng không? Và mùa hè thì ta cần mát mẻ thì ta cần quần áo có hấp thụ nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời không? Không. Để mát mẻ thì mùa hè nên mặc quần áo màu sáng, vì là quần áo màu sáng hấp thụ ít năng lượng ánh sáng mặt trời hơn, sẽ cảm thấy mát mẻ hơn. Còn vào mùa đông thì chúng ta cần ấm áp thì ta sẽ cần mặc quần áo màu tối, vì quần áo màu tối sẽ hấp thụ nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời hơn và ta có thể là cảm thấy nhiệt độ cao hơn, ấm áp hơn, đúng không nào? Vậy chúng ta sang một tác dụng nữa của ánh sáng, đó là tác dụng sinh học của ánh sáng. Thì ở đây người ta định nghĩa tác dụng sinh học của ánh sáng là cái gì? Thì các em có thể quan sát lên bảng này. Ánh sáng sẽ gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật. Và đó được gọi là tác dụng sinh học của ánh sáng. Cụ thể thì chúng ta đi xét một ví dụ sau nhé. Các em biết rồi, cây muốn quang hợp thì phải có ánh sáng. Đây được gọi là tác dụng sinh học của ánh sáng. Để thế nào giúp cho cây có thể phát triển này, có thể lớn được. Hoặc như con người chẳng hạn. Có bạn nào thường xuyên là phơi nắng để có thể là cảm thấy là khỏe khoắn hơn này, sức khỏe được nâng cao hơn không nhỉ? Chúng ta thường phơi nắng vào buổi sáng sớm này. Khi đó ánh sáng buổi sáng sớm thì có rất nhiều vitamin D. Đối với trẻ em thì nó sẽ giúp tăng trưởng phát triển về chiều cao. Còn với người già thì sẽ chống được các bệnh về tim mạch này, về tim mạch rồi là giảm cholesterol. Được chưa nào? Thì đây được gọi là tác dụng sinh học của ánh sáng mặt trời đấy. Ta đi đến kết luận này, ánh sáng thì có thể gây ra một số biến đổi sinh học nhất định ở trong cơ thể của sinh vật. Và năng lượng ánh sáng ở đây đã chuyển hóa thành, biến đổi thành các dạng năng lượng cần thiết để cung cấp cho cơ thể sinh vật. Được gọi là năng lượng ánh sáng. Khác với năng lượng năng lượng ánh sáng ở trên thì chúng ta thấy là năng lượng ánh sáng đã biến đổi thành nhiệt năng giúp vật nóng lên. Còn đây thì năng lượng ánh sáng biến đổi thành cái gì nhỉ? Thành năng lượng cần thiết cho cơ thể sinh vật. Được thế nào? Chúng ta sang phần 35 mã, tác dụng quang điện của ánh sáng. Và cụ thể ở đây là pin mặt trời. Đã bạn nào đã nhìn thấy pin mặt trời hay là gia đình nhà chúng ta có gia đình bạn nào được sử dụng pin mặt trời chưa? Ở đây các em có thể quan sát trên bảng của cô có này, một tấm pin mặt trời, một chiếc pin mặt trời đang phơi nắng này, dùng để sạc cho một chiếc điện thoại. Hoặc cô sử dụng pin mặt trời để chạy quạt điện. Mà phổ biến nhất ở trong gia đình chúng ta ấy thì có đèn sử dụng pin mặt trời đấy, sử dụng pin mặt trời để thắp sáng bóng đèn. Đây, vậy thì pin mặt trời có cấu tạo như thế nào? Các em có thể quan sát ở trên bảng của cô, đây là hình ảnh chiếc pin mặt trời. Các em thấy là pin mặt trời này thì có những tấm nhựa màu sẫm ghép sát nhau. Và chúng sẽ hoạt động như thế nào? Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những tấm nhựa này thì pin này sẽ có thể phát ra điện, dùng để làm chạy quạt này, chạy bóng đèn này, hay là để sạc điện cho điện thoại như các ví dụ ở trên chúng ta xét. Cụ thể chúng ta cùng đi xét một thí nghiệm sau này. Cô có một nguồn phát ánh sáng ở trên thì cô nêu về pin mặt trời, sử dụng ánh sáng mặt trời. Ở đây cô sẽ sử dụng một ánh sáng nữa nhưng mà không phát ra từ mặt trời mà là phát ra từ bóng đèn, cũng là ánh sáng thôi. Đây cô có tấm pin mặt trời này gồm nhiều tấm nhựa sẫm màu khác nhau ghép vào nhau thế này, và cụ thể cấu tạo của nó là như thế nào, gồm làm từ vật liệu gì, hoạt động, cơ chế hoạt động cụ thể như nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở trong chương trình vật lý lớp 11 nhé. Đây cô có tấm pin mặt trời này, có nguồn phát ánh sáng rồi. Dòng điện đi ra ở đây, có dòng điện đi ra ở đây thì cô sẽ sử dụng để thắp sáng bóng đèn LED, thì các em thử quan sát hiện tượng nhé. Bóng đèn thắp sáng, cô đưa lại gần tấm pin mặt trời này. Thì các em quan sát khi cô đưa bóng đèn lại gần tấm pin mặt trời, có ánh sáng chiếu vào tấm pin mặt trời thì các em thấy rằng là bóng đèn LED ở đây của chúng ta đã phát sáng rồi. Đấy chính là hoạt động của tấm pin mặt trời. Cơ chế hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở các lớp trên nhé. Vậy chúng ta tiếp tục sang phần 2 nhỏ, tác dụng quang điện của ánh sáng mặt trời là như thế nào. Pin mặt trời đã biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Được chưa? Pin mặt trời đã biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Đến đây thì chúng ta cũng đã tìm hiểu xong về 3 tác dụng của ánh sáng. Đó là tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện rồi, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ có một bảng ghi nhớ sau cho các em. Các em có thể quan sát ở trên bảng của cô này. Có này, tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học, tác dụng quang điện. Thế thể hiện của những tác dụng này là như thế nào? Đối với tác dụng nhiệt thì khi ánh sáng chiếu vào vật nóng lên. Đối với tác dụng sinh học, khi chiếu ánh sáng mặt trời và chẳng hạn thì sinh vật của chúng ta có thể phát triển. Còn tác dụng quang điện thì sao? Khi chiếu ánh sáng vào những cái tấm pin mặt trời ấy, thì tấm pin này sẽ tạo ra điện giúp cho các thiết bị điện của chúng ta có thể hoạt động được. Vậy với 3 tác dụng này thì năng lượng ánh sáng đã biến đổi thành các dạng năng lượng. Đó là dạng năng lượng gì? Với tác dụng nhiệt, năng lượng ánh sáng đã biến đổi thành nhiệt năng. Tác dụng sinh học thì năng lượng ánh sáng mặt trời ấy, đã biến đổi thành các năng lượng cần thiết cho cơ thể, cho cả trẻ em, cho cả người già. Được chưa? Đối với tác dụng quang điện thì năng lượng ánh sáng đã biến đổi thành điện năng để cung cấp cho cuộc sống. Dựa vào phần lý thuyết này chúng ta cùng đi làm một số bài tập vận dụng. Chúng ta sang phần 45 mã vận dụng. Đầu tiên là một câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng trong công việc nào dưới đây? A. Đưa chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm. B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho đỡ sáng. C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to. D. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để máy tính có thể hoạt động được. Theo các em thì đáp án nào là đáp án đúng? Đáp án nào thì năng lượng ánh sáng mặt trời thể hiện tác dụng nhiệt của nó? Theo các em thì đáp án nào là đúng nhỉ? Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Khi ánh sáng chiếu vào tóc làm cho tóc nóng lên và khô, thể hiện tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời, năng lượng ánh sáng đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Còn đưa chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm thì là thể hiện tác dụng gì nhỉ? Tác dụng sinh học đấy. Còn kê bàn học cạnh cửa sổ cho đỡ sáng là thể hiện tác dụng ánh sáng, sáng của mặt của ánh sáng thôi. Còn đáp án D này, cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời để nó hoạt động thì thể hiện tác dụng quang điện của ánh sáng. Câu hỏi trắc nghiệm số 2, trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta đã sử dụng những tác dụng gì của ánh nắng mặt trời? A. Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng nhiệt. B. Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng sinh học. C. Đối với người già thì sử dụng tác dụng nhiệt, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng sinh học. Và D. Đối với người già thì sử dụng tác dụng sinh học, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng nhiệt. Ở trong phần lý thuyết phía trên cô vừa giảng, người ta phơi nắng để làm gì? Để có thể là đối với trẻ em thì phát triển chiều cao, đối với người già thì hạn chế được các bệnh về tim mạch này. Vậy đấy là tác dụng gì của ánh sáng mặt trời ấy nhỉ? Là tác dụng sinh học. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Đối với cả người già và trẻ em thì đều sử dụng ánh sáng mặt trời là tác dụng sinh học. Được chưa nào? Đến đây thì chúng ta cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.